Thời gian qua, tình trạng chậm giải ngân đầu tư công đã tạo ra nút thắt cổ chai, một cục máu đông của nền kinh tế. Đây cũng là điểm nghẽn được Thủ tướng chỉ rõ tại các phiên họp thường kỳ của Chính phủ và là nội dung ưu tiên trong công tác quản lý điều hành của Chính phủ từ nay đến cuối năm 2019. Xuất phát từ yêu cầu đó, sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương trong cả nước để làm rõ các nguyên nhân, đề ra biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, lãnh đạo các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố là các điểm cầu truyền hình trực tuyến. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đầu tư công thời gian qua đã đóng góp lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhất là những công trình hạ tầng quan trọng. Đầu tư công chiếm tới 10,7% tổng giá trị GDP, khoảng 32% tổng mức đầu tư toàn xã hội năm 2019. Tình trạng chậm giải ngân đầu tư công từ gần chục năm qua đã tạo ra nút thắt cổ chai đối với nền kinh tế. Đặc biệt năm nay là giải ngân thấp. Việc chậm giải ngân vốn đầu tư công gây ra rất nhiều hệ lụy. Thứ nhất, nó ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế. Vì các chúng ta đều biết là do yếu tố vốn là một cái yếu tố, một trong các yếu tố quan trọng của tăng trưởng GDP. Chúng ta còn một khối lượng rất lớn vốn ở các cấp, các ngành, các địa phương qua cái kết quả giải ngân mà chúng ta sẽ nghe báo cáo sau đây. Cái hậu quả thứ hai đó là vốn đầu tư công thường là một trong nguồn lực của cả các dự án lớn, những hạ tầng quan trọng. Cho nên khi bị chậm cũng sẽ kéo lùi các dòng vốn đối ứng khác của tư nhân, của nước ngoài, ảnh hưởng đến huy động vốn xã hội, nhưng đồng thời ảnh hưởng đến uy tín quốc gia, giảm niềm tin của các nhà đầu tư và nhà tài trợ. Đề nghị cần có những giải pháp thiết thực, cụ thể, sát đúng, mạnh mẽ hơn để công tác giải ngân tốt hơn khi còn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2019. Thủ tướng nhấn mạnh, quyết cắt vốn, chuyển vốn từ các công trình dự án của bộ ngành địa phương không giải ngân được để các bộ ngành địa phương khác sử dụng có hiệu quả, kịp thời hơn. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vấn đề phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công vẫn là một điểm mờ trong bức tranh sáng của tổng thể nền kinh tế. Có 7 bộ ngành và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 70%, trong đó 4 bộ ngành và 4 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 80%. Nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn dưới mức bình quân chung, có 31 bộ, cơ quan trung ương và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 50%. Nhìn chung, thực trạng giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng năm 2019 cơ bản tương tự như các năm trước. Tỷ lệ giải ngân những tháng đầu năm thấp, xu hướng tăng mạnh trong những tháng cuối năm.